Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua về anh em hiệp sĩ Bình Dương ở một ngày về tìm và nó rất nhiều các bé gái, trai và gái, đặc biệt là rất nhiều em gái bỏ chồng, bỏ gia đình để đi gọi là tìm những gọi là hạnh phúc mới. Nhưng mà hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương hôm nay cái câu chuyện đó gọi là bỏ qua hàng bên. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục lập kỷ lục, mà là đây một phi vụ, một em gái này phải nói là hôm nay về đây báo tin. Đó, một cái tin và là rất hot để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm. Đây là một câu chuyện rất là vô cùng phức tạp đó, hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Dạ em gái, cho anh hỏi em họ tên là gì? Dạ Võ Thị Kiều mà. Dạ. Lớn tiếng Kiều ha. Dạ. Xinh gái ha, là Kiều nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Ồ, hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đấy? Dạ, kiếm người yêu. Kiếm người yêu? Dạ. Kiếm người yêu luôn. Em trước giờ em đang làm công việc gì Kiều? Dạ em làm công ty. Công ty ha. Dạ. Em làm công ty ở đâu? Dạ em làm công ty ở Củ Chi. Củ Chi luôn. Dạ. Ổn định không em? Dạ cũng ổn định anh. Em làm lâu chưa? Dạ em làm cũng được 2 năm mấy. 2 năm mấy? Dạ. Ồ. Lương tháng thu nhập em giờ ổn không? Dạ cũng ổn. Khoảng nhiêu? Dạ lương tháng nếu mà tăng ca thì cũng được 8 triệu. Ừ. Ngon vậy? Dạ. Tiền em đang giữ là vốn hay là đưa cho mẹ? Dạ đưa mẹ em đó. Đưa mẹ? Dạ. Thôi mẹ giữ cũng được. Dạ. Hiện nay là em đi làm là chủ nhật có đi không? Dạ không. Ngày thường một tuần là làm việc mấy buổi? Dạ 7 ngày. 7 ngày, chủ nhật nghỉ? Dạ. Nghỉ em làm gì? Dạ nghỉ em ở nhà không à? Nhà chơi? Dạ. Bấm điện thoại? Dạ. Anh hỏi em này, em tuổi đời rất trẻ, xinh gái, trắng trẻo dễ thương đúng không? Dạ. Mà sao từ trước giờ em quen mấy người rồi? Quen là, em quen với anh nào chưa? Dạ nói thiệt là hồi trước giờ em cũng có quen một người, mà người đó thấy cũng không được nên chia tay rồi. Lý do không được? Lý do sao? Dạ thấy cũng lợi dụng kiểu trai gái nên em muốn. Ồ, nhưng đã làm gì em chưa mà em lại phải sợ lợi dụng? Làm gì chưa? Dạ cũng cầm tay cầm chân không? Có không? Dạ. Nắm tay ha. Thế em thấy vậy em sợ quá. Dạ. Vậy là Kiều có mối tình nào thực thụ đến lâu lâu chưa? Dạ chưa. Chưa. Vậy là mình chưa có gì gọi là sâu sắc đúng không? Dạ. Quen là mới quen có một người. Dạ đúng rồi. Nhưng mà quen sơ sơ chứ đã gọi là người yêu chưa? Dạ chưa. Ồ. Vậy là vậy mà là thì là còn em còn chưa ai đụng vào em còn. Dạ. Còn ngon. Dạ. Ồ. Chưa có em. Thiệt luôn. Dạ. Em có nói thật không đấy? Dạ thiệt. Ồ vậy hả? Đó chúc mừng em. Một cô gái đến thời buổi giờ mà 23 tuổi vẫn còn gọi là còn zin, nói như thế cho nó nói thật gì đấy thì cho nó rõ ràng ha. Nhưng em phải nói thật nha. Dạ. Em nói dốc vào nay mai mà ví dụ như mà một người nào đó mà anh tìm hiểu hoặc anh kết nối cho em ấy, mà người ta tìm hiểu mà đến khi mà đến với em thực thụ dạ, thành vợ thành chồng mà người ta nói là anh hoặc em đánh lừa người ta, dạ, là em phải mang một cái hình thức mà anh sẽ phạt em đó. Dạ. Nhá, đừng để cho người khác thất vọng nha. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các anh trai hoặc là các bạn trẻ còn đang xem video này nhá. Yeah. Ừ, rồi anh hy vọng là hôm nay kết nối sẽ thành công nhá. Yeah. Rồi Kiều có cho anh hỏi này, Kiều ước nguyện hoặc từ trước giờ em có ý định quen một người đàn ông như thế nào cho phù hợp? Dạ thì cũng không đẹp cũng được mà không đẹp cũng được. Đẹp bằng anh được không? Cũng được. Không được hay không? Cũng được. Không được hay không được? Như anh thì được không? Dạ được. Ngon không? Không. Sao? Anh trong không? Tại sao ngon? Ốm mà. Dạ. Ốm nhưng mà anh có cái ốm nhưng mà anh không ốm. Được. Có cái anh ốm nhưng có cái anh không ốm. Nha. Đúng không? Dạ. Ô, đừng chê em bé mà sầu. Trời đất quỷ thần ơi. Anh ốm là người anh ốm thôi. Được không? Nhưng mà anh vẫn yêu em là được. Dạ. Đúng chưa? Và bây giờ này, em muốn tìm một người bạn trai tính tình làm sao? Chân thành là được. Chân thành? Dạ. Gì nữa? Nhậu nhẹt không? Không, em thích nhậu. Bài bạc không? Không luôn. Thích đi em út không? Không luôn. Không luôn. Thế vậy em thích một người. Em thích một người, cái mẫu người như thế nào em tả thử anh nhỉ? Ví dụ. Ví
ví dụ biết lo cho gia đình. Kiếm một người đánh vợ không? Không, em thích vũ phu. Kiếm một người gia trưởng đi. Không luôn, em cũng thích luôn. Rồi, thế em kiếm một người nào em nói nhanh. Kiếm một người mẹ sao thương em là được. Thương thì bây giờ là nhiều người thương, nhưng quan trọng là ta thương tới đâu. Nhưng bây giờ thì cái tính của em là em có nóng tính không? Dạ không, em hiền lắm. Hiền lắm mà. Dạ. Nhưng em có ghim những từ ngữ hoặc những lời nói mà lâu không? Dạ không. Xong bỏ qua luôn. Xong em bỏ. Bỏ là mình ngủ luôn. Dạ. Mai quên luôn không? Dạ quên. Em thường giận mẹ hoặc giận gia đình hoặc giận ai đó hoặc giận các bạn, giận lâu không? Dạ không. Cỡ 2-3 ngày là nói chuyện lại. Tự em nói chuyện hay là mọi người hay là em phải chờ? Không, em tự nói chuyện với ta. Tự nói chuyện. Dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em là bây giờ là trạc tuổi bao nhiêu? Dạ, cỡ kiểu sinh năm mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Em sinh 28 tháng 12, 2003. 2003? Dạ. Ồ, vậy mới 20 tuổi. 2003 đúng không? 20. Đúng chưa? 20 là 2 là bao nhiêu? Sinh năm mấy? Anh hỏi em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em năm 23. À, 23. 23 là em sinh năm 2000. 2000. 2K. Gọi là cô gái 2K đi tìm chồng. Đó, nhưng mà chồng chưa thấy. Đúng chưa? Nhưng mà nhiều người khác có thể đang xem. Đúng không? Nhưng mà tại sao em quen trên mạng hoặc em tìm hiểu bạn bè em ngày xưa học chung, bạn chung hay cùng lớp hay cùng khối hay cùng quê hay là gần nhà. Mà hôm nay em tuổi trẻ, những người kết nối yêu thương này, đúng chưa? Thường là những cô hoặc những chị lớn tuổi. Mà đây đặc biệt là một cô gái rất tin 2K luôn. Chưa có mối tình nào bắt vai. Mà hôm nay về nhờ anh em để xin bình dương hay là các em hay là em gái tin tưởng các anh ở đây? Dạ đúng rồi. Tin hả? Dạ. Em muốn một người đàn ông khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng? Khoảng 30 cũng được. Từ bao nhiêu đến bao nhiêu? 30 dễ xuống. Thì bằng anh được không? Dạ được. Anh 35 này. Sao cũng được anh. Không. 35 cũng được. Ừ. Nhưng mà anh 35 thì nhưng mà được không? Tóc bạc. Gọi là hơi yếu. Dạ em đã được. Được không? Ok đúng không? Có nghĩa là bây giờ anh hỏi lại em này, Kiều này. Cái chạc người tuổi đàn ông á, để bây giờ muốn đến với em thực thụ, mà người ta muốn thương yêu em á, là em mong muốn là người đàn ông từ 20 đến 40 hay là từ 20 đến 50? Bao nhiêu tuổi? Dạ 20 đến 40. 20 đến 40 ha. Dạ. Nhỏ quá là không được ha. Dạ. Lớn quá thì cũng không được ha. Được. Em có cần người ta phải có nhà hay có tài sản hay có gì không? Không cần, miễn sao hai đứa tự lo cho mình, đi làm thì hai đứa cũng tự lo được là được rồi. Ừ, là tự lo được ha. Dạ. Bây giờ em có vốn riêng nhiều chưa? Dạ, chưa. Nên là, mai là sống chung là mình xác định là mua tập trung mua nhà. Dạ. Đúng chưa? Gây dựng lên, gọi là một túp lều tranh hai. Và hai trái, gọi là hai quả tim vàng đi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Vậy là bây giờ anh hỏi thật, bây giờ em, người ta 30-40 tuổi người ta chưa muốn lấy chồng. Mà em hắn nhỏ tuổi mà sao mình muốn lấy chồng sớm chứ? Em muốn lập gia đình sớm đặng làm ăn với người ta có dư á anh. À, nhưng mà lấy cái phải đúng không? Ông chồng mà ông phá phách thì sao? Ông là lướng hết của em nào? Vậy không lấy. Không lấy. Nhưng mà lỡ lấy rồi. Lấy rồi. Lấy cũng bỏ rồi. Bỏ luôn. Bỏ rồi. À, em rất quyết đoán ha. Dạ. Thắng. Anh rất thích những người phụ nữ giống như em. Anh hy vọng là sau này trong cái video này thì có rất nhiều các bạn trẻ hoặc các anh trai, đúng không? Tìm đến em. Dạ. Ừ. Tìm đến em này qua đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương, chứ không phải tìm bên em mà qua số điện thoại của em. Dạ. Ừ. Thế nên vì vậy cho nên là nếu các cô chú anh chị ai muốn gọi là kết nối yêu đương, tình duyên gì đó, bạn bè nam nữ muốn đến với nhau mà muốn tin tưởng thì phải đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương, các anh em sẽ tìm hiểu người đàn ông đó là ai, hoặc người phụ nữ là ai, công việc ổn định làm sao, hoặc trước đây người ta như thế nào thì anh em mới dám kết nối. Bởi sao? Cái cuộc kết nối này thành công hay thất bại mà sống được với nhau lâu hay không là do những người làm mai mối và do những người kết duyên. Có nghĩa rằng mình phải tìm hiểu thực thụ, đến nhà tìm hiểu bà con, chứ không thể là cho số điện thoại để cho hai người kết nối với nhau. Thì nay mai em, một là em, hai là ví dụ như là một người nào ngày nào đó mà chồng em, hai người không hạnh phúc với nhau thì lại trách các anh rất mang tiếng, đúng chưa? Rồi, hy vọng là các cô chú anh chị ai muốn cần tìm lại một nửa yêu đương của mình thì lúc tin tưởng đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương đó, dù ở đâu đó cứ đến đây anh em giúp miễn phí và tận tình đó, anh em nhiệt tình chu đáo
Hy vọng là tất cả các cuộc kết nối sẽ thành công và tốt đẹp. Đó. Vậy là mục đích chính của em là em muốn kiếm một người đàn ông từ 20 đến 40. Nghề nghiệp thì theo em cần những người đàn ông có nghề nghiệp gì? Phù hợp gì? Làm công ty cũng được anh. Công ty được, miễn làm sao là miễn sao cũng được. Chịu khó. Dạ. Thương yêu vợ con. Em có thích nuôi chó mèo hay là chim chóc gì không? Dạ không. Không. Vậy là những người đàn ông mà đến với em thì ví dụ người ta thích chơi những thú cưng như vậy, em có đồng ý không? Ta thích là được. Người ta thích thì được. Dạ. Nhưng mà em có đồng ý không? Có hài lòng không? Hay là em lừa lừa em bóp cổ? Dạ. Dạ con em vẫn hài lòng. Dạ. Chiều theo ý những người dạ. Thì, những người sống bên bên mình, những người yêu thương mình, đúng không? Kiểu vậy là từ trước là mình chưa yêu hay anh? Dạ. Tội dữ mà. Biết không anh? Em có biết hiện nay em sở trường, sở thích của em là những thích gì? Em thì ít đi chơi lắm mà em thích ở nhà không à? Em thích nghe nhạc không? Dạ có. Thích đọc sách không? Dạ không. Không, thích nghe nhạc. Dạ. Em thường nghe nhạc gì? Nhạc trẻ. Nhạc trẻ. Dạ. Biết về hát cái gì? Không? Em biết hát, em hát thử anh một khúc không? Em hát đi. Bình thường không? Không, mình cứ tự tin, tự nhiên, coi như không ai. Các cô chú anh chị đang xem nhưng mà mọi người là cứ em cứ cho là không ai. Hai anh em mình. Ok chưa? Rồi mời em hát một bài gì yêu thích nhất mà vui nhất. Rồi, em cứ thoải mái đi. Không sao cả. Tự tin đấy, bình thường quá, có gì đâu. Em muốn hát bài gì cũng được. Có gì ngại? Anh cho em 30 giây. Em cho em 30 giây em hát thoải mái. Không có sao hết. Không ai cười em nha. Bình thường. Hát đi. Em hát bài gì nè? Tự tin em mới lấy chồng chứ. Một cô gái muốn lấy chồng phải tự tin. Bản lĩnh. Đó. Hát đi. Bình thường đấy. Không có gì cả. Không ai cười em hết á. Đúng chưa? Hát hay hết dở là cho từng người. Đúng chưa? Không ai muốn mình hát được. Hát đúng chưa? Hát tặng cô chú anh chị khán giả bài đi em. Em cứ hát đi. Có nhiều ví dụ nhiều anh trai ở trên này hoặc là nhiều bạn trẻ trong này mà cùng gu với em. Nha, cùng sở thích với em thì đến với em thì đợi ok. Rồi sở thích em là âm nhạc. Đúng không? Rồi thích hát, rồi em hát đi. Em hát để trước hết là tặng anh em hiệp sĩ Bình Dương. Sau đó tặng tất cả cô chú anh chị đang xem video này. Anh bắt nhịp lên nhé. Anh đếm 5 câu là em bắt đầu hát. Bài gì tùy em. Em muốn hát bài gì? Bài trữ tình cũng được. Bài về yêu đương đi. Được không? Trữ tình đi. Có thuộc bài nào của Giác không? Hát bài nhũ. Cũng được hát đi. Rồi. 2, 3. Tự tin hết. Anh chờ lâu quá rồi ha. Tự tin em, bình thường đi. Em thường hát bài gì? Ở nhà em thường hát bài gì? Đang suy nghĩ em. Hát đại bài gì em hay thường xuyên hát đấy. Em thích hát đấy. Hát bài bầu ơi đi. Bầu ơi cũng được. 2, 3. Anh vỗ tay cả. À, bắt nhịp này. Bầu hai, ơi ba. Bầu ơi em đang buồn ai lắm phải không? Mà xa ngồi khóc cho mơ phai má hồng. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi. Người ta mong thấy em cười. Vòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng vòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù cho ai cười kinh khán giả thương mình thì con sân khấu lung linh. Quá tuyệt vời. Hay thật đấy. Cảm ơn em. Chất giọng ngọt.
Còn bài nào nhạc trẻ cải lương gì không? Dạ. Em biết ca cải lương không? Biết hát cải lương. Nhạc trẻ đi. Chơi nhạc trẻ một bản nữa. Ừ, bài nhạc trẻ nó gửi tới các bạn trẻ. Không chấp chồng bé hát là hay. Hay nhỉ? Ừ, được. Ngân nghe. Nga ngọt. Này nó lấy chồng được rồi. Hát được lấy chồng được rồi. Chưa lấy chồng thì phụ lòng cô bác. Ừ. Nào, bài nhạc trẻ nữa nào. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngay ngày 25. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm, đêm năm mơ ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cất sau lòng thần thờ, yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xui rượu bia chơ lánh chứ tháng 10 ngày có cục cưng nuôi. Quá hay, hay đấy, hay đấy. Em ấy thực sự là rất xinh gái, có tố chất của một nghệ sĩ. Ừ, rất xinh gái, nói chung rất xinh gái. Bây giờ thì nói chung là hôm nay thì em về đây nhờ anh em về Bình Dương để kết nối cho em. Dạ. Tìm một người bạn đời và một người bạn tri kỷ, đúng không? Dạ. Và là hy vọng là cái người đàn ông đó thực sự là tốt và mong muốn là đến với em thật lòng, không phải đến em bằng cái tình cảm đùa giỡn, đúng chưa? Vậy hy vọng là bây giờ này em tuổi đời em chưa nhiều, nhưng mà hy vọng là em cũng mong muốn là đến đây để gặp anh em MC Bình Dương. Yeah. Để ghi hình để giúp em. Mục đích chính là em không bị lầm đường lạc bước và không bị va vấp, và có thể là em không bị vấp ngã trong cuộc tình. Yeah. Nhá. Hy vọng là không có lần thứ hai. Nhá. Về đây là kết lúc một lần một sẽ thành công. Yeah. Mà hy vọng cái cuộc mở màn này hôm nay là em về đây tìm người thân, đúng chưa? Phải không? Nhưng em muốn chia sẻ một cái câu chuyện rất xuất phát từ trong lòng. Và là đến đây mới chợt nghĩ ra là muốn lấy chồng. Ok chưa? Rồi các anh em sẽ ghi nhận nhé. Em bây giờ thì hôm nay em nhắc lại là em họ tên là gì? Dạ, Võ Thị Kiều. Võ Thị Kiều, dạ. Sinh năm mấy? Sinh 28/2/2000. Rồi, địa chỉ em hiện nay là thường trú ở đâu? Dạ, em thường trú ở tổ 1, ấp số B, Bình Mỹ, Củ Chi. Ừ. Bây giờ em muốn lấy một người chồng là như thế nào? Cao hay thấp? Ốm hay là ốm hay là như ai nhau? Hay là mập? Hay là tròn to? Dạ, tròn chút xíu cũng được. Tròn bằng ai nhông? Tròn cỡ anh. À, tròn cỡ anh Thành được, đúng không? Dạ. Có được phải có thịt. Dạ. Anh thì hết thịt rồi, đúng chưa? Anh dạ. Đi nhiều mà ở anh ra anh mà có chốt được nhiều thịt. Dạ. Rồi, ok. Anh đỏ mặt thế nè. Thôi được rồi. Cái câu chuyện này thực sự là rất vui. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem, nhiều người cùng biết. Để hy vọng là em gái này trong thời gian tới mà sớm nhất có thực sự là có một người yêu thương em gái thật lòng thì hãy đến đây gặp anh em ở Bình Dương. Các anh em cùng trao đổi và cùng gặp em để cùng thảo luận và cùng trò chuyện. Hy vọng là trong thời gian tới này, em chính thức được đến với một người đàn ông và người đàn ông đó yêu thương em thật lòng. Em nhé. Xin nhắc lại là cô gái này năm nay là 23 tuổi nhưng còn gym. Đó là khẳng định nhá. Cần thiết là đi bác sĩ luôn đó để kiểm tra luôn đó nhá. Ok nhá. Rồi cố gắng giữ lại những cái gì quý giá nhất để sau này trao cho những người mà thực sự thương yêu cho em. Yeah. Nhá. Ok em, anh cảm ơn đến cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Anh chúc em cùng với gia đình em luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới em được một người yêu thương em hết mực và thật lòng chân tình em nhé. Dù giàu hay nghèo nó không có quan trọng. Yeah. Nhưng quan trọng nhất là một cái tình yêu thực thụ mà đủ sức mạnh để đến với nhau em nhé. Rồi, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện hôm nay anh em về Bình Dương. Hôm nay là một cái câu chuyện cuối tuần, nhưng đây là một câu chuyện là thực là anh em về Bình Dương hôm nay mới mong muốn chia sẻ cái câu chuyện này. Đây là một câu chuyện là em gái này tuổi đời rất nhỏ nhưng mong muốn về đây nhờ anh em về Bình Dương để tìm và đăng tải thông tin. Nếu thực sự ai đó phù hợp hoặc ai đó mong muốn bạn trai hoặc các anh trai nếu mà muốn đến em gái này thì hãy liên hệ cho anh em về Bình Dương qua số điện thoại 0913 78 5858. Anh em tìm cách để kết nối cho hai bên để cùng trò chuyện với nhau, để cùng cho nhau một cơ hội. Đó. Xin thân ái chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo.